đang đến với chương trình Sức khỏe và sắc đẹp. Chương trình được phát sóng tại đài phát thanh và truyền hình Bến Tre theo khung giờ quen thuộc 21:45 tối thứ bảy hàng tuần. Thưa quý vị, thì trong những tập trước thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ, những chủ đề liên quan tới thẩm mỹ mắt rồi. Thì không biết là trong tập này chúng ta lại tiếp tục được lắng nghe những chủ đề nào liên quan tới làm đẹp đây? Và không để quý vị phải đợi lâu hơn nữa thì ngay sau đây, Ngân Anh xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục được gặp gỡ và lắng nghe những phần chia sẻ đến từ chuyên gia thẩm mỹ, bác sĩ Lê Trần Duy trong chuyên đề nâng mũi thẩm mỹ. Dạ, Ngân Anh xin được chào bác sĩ ạ. Chào Ngân Anh, chào khán giả xem đài. Thưa quý vị, thì như chúng ta cũng đã biết, mũi là trung tâm của gương mặt, sẽ giúp điều tiết từ đường nét trên gương mặt trở nên hài hòa và cân đối hơn. Và một chiếc mũi cao thanh thoát thì sẽ giúp cho gương mặt của chúng ta trông ưa nhìn nè và thu hút. Và vì vậy mà mọi người thường tìm đến các phương pháp nâng mũi thẩm mỹ với mong muốn là sẽ sở hữu cho mình được một dáng mũi đẹp tự nhiên. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều những câu hỏi được đặt ra là liệu nâng mũi thì có an toàn hay không? Hay là nâng mũi thì có sử dụng trọn đời được hay không? Và trong tuần vừa qua thì Ngân Anh có nhận được rất là nhiều những câu hỏi xoay quanh việc nâng mũi thẩm mỹ và cũng mong muốn là nhờ bác sĩ Duy tư vấn và giải đáp. Và câu hỏi đầu tiên mà Ngân Anh nhận được đến từ một chị khán giả tại Cần Thơ, đó là chị Yến My, năm nay 35 tuổi. Chị mong muốn nhờ bác sĩ Duy tư vấn rằng là tình trạng mũi của chị hiện tại rất thấp, đầu mũi thì bị to. Chị có tìm hiểu qua nhiều phương pháp nâng mũi rồi nhưng cũng đang băn khoăn là không biết nên lựa chọn phương pháp nâng mũi nào sẽ là tốt nhất, chi phí có cao một tí cũng được, quan trọng là chị mong muốn an toàn và dài lâu. Thì theo như là chị Yến My á, cái mũi của chị Yến My hiện tại á là cái sống mũi thì thấp đó, mà cái đầu mũi thì nó hơi to một tí đó. Cái mong muốn á là cái mũi đẹp đó, mắc tiền xíu cũng được, càng mắc càng tốt ha. Thì như thế này, thì cái mũi chưa làm lần đó với một cái mũi chưa có làm lần nào thì thích hợp nhất á là mình sẽ chọn cái phương pháp là đơn giản, tại vì càng đơn giản thì nó càng an toàn nha. Mình và mình phải hiểu một cái điều á là đẹp hay xấu nó không phụ thuộc vào cái số tiền nâng mũi ha, mà nó phụ thuộc vào bàn tay bác sĩ quyết định 100% cái độ đẹp xấu và cái da đầu mũi có đủ hay không. Cái đó mới là cái yếu tố quyết định cái độ đẹp của cái mũi đó. Và mình cái mũi á thì và như bác sĩ nói hồi nãy đó là càng đơn giản thì nó càng an toàn nha. Khi mình cái da đầu mũi nó đủ á, mình đưa nó lên cao thì tự động nó sẽ gọn trở lại ha. Đó thì mình làm như vậy thì nó mới an toàn nha. Chứ còn nhiều khi càng mắc tiền thì càng, đôi khi á, rất nhiều bệnh nhân tới đây hỏi là cứ càng mắc tiền thì càng tốt, nhưng thực sự không phải vậy. Ví dụ như có những cái mình lấy nhiều vật liệu, tại vì càng nhiều vật liệu tình trạng viêm nhiễm nó rất dễ xảy ra, nó không có an toàn cho bệnh nhân ha. Cho nên á, càng đơn giản thì càng an toàn. Đôi khi á nha, đó không phải 100% nhưng mà đa số là làm cái mũi thông thường thì là cái mũi an toàn nhất đó, mà đẹp hay xấu là do bàn tay bác sĩ quyết định 100% đó. Trước đây thì anh cũng hay suy nghĩ là những cái gì mà càng nhiều tiền thì nó sẽ tốt. Nhưng sau khi mà nghe những câu trả lời của bác sĩ xong thì anh mới thấy là thật ra là đôi khi không cần phải tốn quá nhiều tiền, quan trọng là đúng phải rồi. Phù hợp mới là đúng tốt rồi. Nhất. Phù hợp với mỗi người, mỗi khuôn mặt ha. Thì là ok nhất. Dạ vâng, và câu hỏi tiếp theo dành cho bác sĩ là từ chị Vân Anh, năm nay 28 tuổi, đến từ Châu Thành, Bến Tre. Chị có hỏi như sau: thưa bác sĩ, mũi em hiện tại rất xấu, thấp và hết nữa. Em có mong muốn là nâng mũi để cải thiện những tình trạng trên, nhưng em cũng đang lo lắng rằng liệu nâng mũi thì có sử dụng được trọn đời hay không? Và đây là câu hỏi mà anh thấy cũng khá là thực tế đúng không ạ? Đúng rồi. Câu hỏi này thì rất nhiều, gần như là bệnh nhân nào đến đây cũng hỏi là nâng mũi vậy mình xài được bao lâu? Có xài trọn đời hay không? Thì với cái cách mà nâng mũi hiện tại, ở thời điểm hiện tại bây giờ cũng như là những bác sĩ khác, thì với cái tay nghề và với cái vật liệu hiện tại, là vật liệu bây giờ của mình đa số là vật liệu sử dụng một lần, một là mình xài luôn tới già đó. Cho nên á,
với cái kỹ thuật làm tốt đó, chất liệu tốt, thì hoàn toàn là mình làm một lần là xài vĩnh viễn luôn tới già, không cần phải làm đi làm lại. À, dĩ nhiên á, là mình nói ở đây là một cái mũi là phải tránh hết mấy cái biến chứng. Yeah. Chứ một cái mũi mà về lý thuyết là trọn đời, nhưng mà đôi khi nó gặp biến chứng thì mình sẽ không còn trọn đời nữa. Ha, ví dụ như làm xong 2 năm sau nó bị lộ sống, nó bóng đỏ thì không còn trọn đời. Đó, thì nói về trọn đời đi, thì mình phải là cái kỹ thuật làm á, phải quay lại cái vấn đề là tránh hết biến chứng. Đó, thì nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Để mà không có biến chứng xài trong đời thì phải là ví dụ như là những bác sĩ nè, phải chọn, đôi khi bệnh nhân phải chọn những bác sĩ tay nghề cao, đúng rồi, những cơ sở giấy phép đầy đủ, đặc biệt là những cơ sở lâu năm. Ở Sài Gòn này thì rất là nhiều. Rồi. Và em cũng tin rằng là không chỉ riêng chị Vân Anh đâu, còn có bản thân em cũng vậy. Nhiều khi em cũng mong muốn là mình đi cải thiện cái dáng mũi của mình, nhưng cũng lo lắng là không biết là nâng mũi thì sử dụng được bao năm. Bởi vì nhiều người vẫn thường hay hỏi là nâng mũi xong về mình phải vệ sinh, rồi mình phải chế độ sinh hoạt phải kỹ dữ lắm. Đúng là phải, cái mỗi lần làm là mỗi lần rất cực, cho nên là mình phải kỹ tuyệt đối ha. Vậy thì nghe bác sĩ thì em cũng an tâm được phần nào. Dạ thưa bác sĩ, thì có một chị khán giả tên là Hoàng Lan gửi câu hỏi về cho bác sĩ là em rất muốn nâng mũi nhưng lại sợ biến chứng, bởi vì gần nhà em có một cô thì đã nâng mũi rồi, nhưng cô ấy lại thì bị kiểu là bị lỗi và cũng đã có rất là nhiều lần đi khắc phục. Đặc biệt là cô cũng đi sang Hàn Quốc để cải thiện, nhưng mà kết quả thì không được như cô ấy mong muốn. Vậy chị cũng có hỏi luôn là không biết thì bác sĩ ở Việt Nam với những trường hợp như thế này thì có cải thiện được hay không thưa bác sĩ? Thì nãy chị tên gì? Dạ chị tên là Hoàng Lan. À chị Hoàng Lan. Chị có nói ở đâu không? Dạ chị không nói ở đâu, nhưng mà chị nói là cái cô gần nhà chị vậy ạ. Thì như thế này, thì nâng mũi á là một cái phẫu thuật nó không có khó nha. Đó, tuy nhiên á thì biến chứng của nó cũng rất là nhiều. Đó, thì bác sĩ có thể kể cho mình nghe những cái biến chứng có thể là nâng mũi có thể gặp là dị ứng sụn ha. Tỷ lệ nó không có cao nhưng mà có thể nó sẽ có nha, có nghĩa là cơ thể mình không đáp ứng với cái sụn. Đó, thì cái triệu chứng của nó là có thể là sẽ hơi ửng đỏ. Đó, thì nhưng nó cũng không gây ra gì, nó chỉ ửng đỏ thôi. Nó ửng đỏ mà toàn bộ cái mũi chứ không phải là ửng đỏ một điểm. Đó, ửng đỏ một điểm là có thể là do nó căng cái da nha, ửng đỏ toàn bộ cái mũi thì thường nó là dị ứng ha. Đó, cái biến chứng thứ hai có thể có đó là nhiễm trùng, là viêm nhiễm. Đó, nguyên nhân có thể là do mình vệ sinh không có kỹ. Đó, hoặc là mình hít bụi, đôi khi hít bụi bặm trong mấy ngày đầu tiên đó, cái lúc mình nâng mũi đó thì nó viêm nhiễm. Đó, rồi bị méo lệch, rồi bị co rút. Đó, thì những cái biến chứng tương đối nguy hiểm là ví dụ đôi khi nó thủng ra luôn. Đó, có những trường hợp thì nó hiếm hoi hơn là nó bị hoại tử. Nó hồi tử là nguyên cái vùng da này nó bị giống như cái kiểu mà giống như thúi thịt vậy đó ha. Thì những biến chứng này rất nguy hiểm, mà bị một cái một thì gần như là sẽ không dám ra đường luôn. Đó, thì như hồi nãy á, thì cái trường hợp mà nãy cũng có một cô là gần nhà cái chị Hoàng Lan đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, thì làm tới làm lui rất nhiều lần, làm nhiều lần, thậm chí là đã đi sang Hàn Quốc để cải thiện luôn, nhưng mà cũng qua Hàn Quốc thì tốn rất nhiều tiền, chi phí rất là cao. Thì có hỏi là những cái trường hợp mà sửa đi sửa lại, bác sĩ ở Việt Nam mình có sửa được hay không? Thì mình khẳng định luôn là bác sĩ ở Việt Nam của mình hoàn toàn có thể sửa được nha. Những bác sĩ của Việt Nam của mình bây giờ tay nghề là hoàn toàn không có thua bất cứ nơi nào. Đó, đặc biệt là những bác sĩ mà lâu năm đó, công tác trong những bệnh viện lớn ha, ví dụ như là Can Nam, CW, Gan Hu gì đó ha. Thì những bác sĩ lâu năm thì đều có khả năng sửa lại được hết mấy cái này nha, đó không phải là vấn đề lớn. Thì cái vấn đề ở đây á là làm sao để hạn chế cái biến chứng này. Đó, thì cái đó là hoàn toàn phụ thuộc cho cái tay nghề của mỗi bác sĩ. Đó, thì mình cũng phải nắm vững cái nguyên tắc để khi mình nâng mũi á là nên hạn chế tối đa cái chuyện xâm lấn. Có nghĩa là làm đơn giản, càng đơn giản thì đôi khi nó càng an toàn. Đó, làm thì mình đôi khi mình cũng phải tính tới trường hợp xấu nhất mà mình cũng không sao. Đó, ví dụ như trường hợp mình đơn giản đi. Đó, thì xấu nhất, trường hợp mà xấu nhất nó nhiễm trùng thì rút ra cái mọc xong mũi y như cũ. Đó, mình phải tính tới trường hợp đó. Thì
gần như có thể giúp cái với cái phương pháp mà đơn giản thì có thể mình sẽ giúp được tránh được tất cả những biến chứng nguy hiểm. Đó, hội tử thì không thể nào đó, với trường hợp mình làm đơn giản nha. Đó, cho nên những bác sĩ càng kinh nghiệm á thì họ lại có một cái suy nghĩ là nó đơn giản, nó nhẹ nhàng hơn. Nên như là những bác sĩ lâu năm kinh nghiệm nhiều thì đôi khi họ sẽ không có làm quá phức tạp cái mũi đó, tại vì họ đã tính luôn tới cái trường hợp xấu nhất thì cũng không sao nha. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Duy ạ. Và cũng hy vọng rằng là với câu trả lời của bác sĩ Duy thì sẽ giúp chị Hoàng Lan an tâm được phần nào về mong muốn của mình. Và vừa rồi thì Ngân có thấy là bác sĩ có nhắc về một số biến chứng. Thì Ngân cũng thấy là hiện tại xung quanh Ngân lâu lâu cũng có một vài trường hợp nhiều chị đi nâng mũi xong về bị bóng đỏ này, hay là bị lộ sóng. Thậm chí có một số trường hợp trông rất là mất thẩm mỹ như là lộ cái sụn ra bên ngoài luôn, nó bị lồi ra luôn. Dạ đúng rồi. Thì không biết là với những trường hợp như vậy thì chúng ta có khắc phục được hay không ạ? Thì gần như tất cả những cái trường hợp cái mũi thì đều có thể khắc phục được nha. Tuy nhiên á thì tùy theo mỗi một cái biến chứng đó thì mình sẽ có cách khắc phục khác nhau, và cái tùy theo cái mức độ mình có thể khắc phục được bao nhiêu phần trăm. Ví dụ mình sẽ ví dụ từng trường hợp một. Ví dụ trường hợp mà bị méo lệch thì hoàn toàn có thể khắc phục 100% nha. Ví dụ như trường hợp mà lệch mà do cái xương nó không có đều đó, thì trường hợp này đôi khi mình phải xử lý tới cái phần xương một tí cho nó ngay à, giống như cái nền mà nó trong trên thì một cái sụn mình đặt lên thì tất nhiên là nó sẽ không có ngay được rồi ha. Còn ví dụ như nó lệch mà theo cái kiểu mà nó bị cái khoảng da nó bị rộng quá, nó chạy qua chạy lại, thì cái đó giống như kiểu mà người quen đường cũ vậy đó đó, thì khi đó là bắt buộc mình phải có những cái biện pháp nó cố định lại đó, thậm chí mình khâu nó lại luôn đó, thì cái đó hoàn toàn có thể khắc phục được 100% đó. Còn cái trường hợp mà mình như hồi nãy em nhắc đó là nó bị thủng ra, dạ, nó lòi cái sụn ra luôn, thì cái miếng da cái chỗ này nó bị mất tiêu rồi, đôi khi mình sẽ lấy cái miếng da nơi khác mình đắp vào thì vẫn có thể khắc phục được. Tuy nhiên nó sẽ có cái sẹo chỗ này, tùy theo cái tay nghề của bác sĩ mà mình may cái chỗ này nó đẹp như thế nào. Nếu mà thật sự may tốt có thể cái sẹo khó thấy ha, còn nếu mà mình may không tốt, cái mảng da nó khác màu thì có thể là nó mình sẽ thấy được cái làn sẹo ha. Tuy nhiên về cái lộ sóng á, cái thủng ra thì mình có thể khắc phục được hoàn toàn đó. Rồi có những cái biến chứng ví dụ như là vết ngăn đổ nó sụp xuống thì mình chỉ cần dựng lại, nó hư cái chỗ nào thì mình sửa chỗ đó thì hoàn toàn có thể sửa lại được bình thường nha. Cho nên là không có biến chứng gì mình không sửa được cả. Quan trọng là phải chọn đội ngũ bác sĩ tay nghề cao đúng không ạ? Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo đến từ một chị khán giả tại Tiền Giang. Chị tên là Thu Cúc, 42 tuổi, có hỏi bác sĩ Duy như thế này. Chị đang mong muốn là nâng mũi, nhưng hiện tại thì chị đang bị viêm xoang, kèm theo là cuốn mũi của chị hơi to. Thì với trường hợp như vậy thì có nâng mũi được hay không thưa bác sĩ? Chị Thu Cúc đúng không? Dạ đúng rồi. Chị Thu Cúc à, hiện tại là chị đang bị viêm xoang. Viêm xoang có cuốn mũi hơi to. Trước tiên á thì mình trả lời câu hỏi của chị trực tiếp luôn. Đó là hoàn toàn mình bị viêm xoang thì hoàn toàn có thể nâng mũi bình thường mà không ảnh hưởng gì nha. Đó thì bác sĩ sẽ giải thích kỹ cái tình trạng, có thể là cái tình trạng viêm xoang của chị ha. Thì cái cuốn mũi của chị nó hơi to, có khả năng là nó trong cuốn mũi nó có một cái bong bóng khí đó, cái bong bóng khí á thì mình gọi nó là conca bullosa nha đó. Nguyên nhân viêm xoang có thể là do cái bong bóng khí này nó chèn ép, nó làm cho mình cái bít tắc cái lỗ thông xoang, nó dẫn tới cái tình trạng viêm xoang. Thì cái muốn kiểm tra rõ cái tình trạng này thì mình phải chụp cái phim CT sẽ thấy rất rõ cái tình trạng viêm xoang, và mình có thể biết luôn viêm xoang nào và mức độ như thế nào và có cần xử lý viêm xoang hay không. Có nghĩa là chị có thể là xử lý viêm xoang trước đó, hoặc là mình đã mũi xong là xử lý viêm xoang, bởi vì viêm xoang để lâu quá thì nó càng ngày càng nặng chứ nó không có bớt đó. Thì tiện đây thì bác sĩ sẽ giải thích luôn đó, ngoài cái viêm xoang ra thì mình có thể là bị viêm mũi dị ứng nè đó, thì vẫn có thể nâng mũi bình thường đó. Cái viêm mũi dị ứng rất nhiều người hỏi bác sĩ là viêm mũi dị ứng có nâng mũi được hay không ha.
Rồi nhiều người hỏi là vẹo vẹo vách ngăn, cái vách ngăn bị vẹo thì có nâng mũi được hay không? Đó. Rồi cũng một số người á, là có một số bệnh nhân hỏi là em bị vẹo vách ngăn. Đó. Thì rất là lo lắng. Thì cái đó rất là bình thường, bởi vì 10 người thì hết 8 9 người là bị vẹo vách ngăn rồi, ít có ai vách ngăn nó ngay lắm nha. Dạ vâng. Với câu trả lời của bác sĩ Di thì hy vọng rằng là chị Cúc có thể an tâm cho quyết định của mình. Và tiếp theo câu hỏi của chị Thu Cúc thì là một câu hỏi của anh Trí Nguyễn, năm nay 32 tuổi, có gửi về cho chương trình một câu hỏi như thế này, mong muốn là nhờ bác sĩ Duy giải đáp. Anh Trí hỏi là liệu nam giới thì có nâng mũi được hay không thưa bác sĩ? Câu hỏi này thì nó quá đơn giản mà gần như là ai cũng có thể thấy bên ngoài bình thường. Nam hay nữ hoàn toàn có thể nâng mũi bình thường nha, không phân biệt giới tính. Nhưng mà tùy theo cái mong muốn. Thường á thì ví dụ như là nam mình sẽ nâng mũi, cái dáng nó sẽ mạnh mẽ hơn đó, cái sống mũi nó cao hơn, nó to hơn tí, nhìn nó mạnh mẽ hơn đó, thì nó hơi khác nữ một tí xíu là như vậy ha. Tiếp nối câu hỏi của anh Trí Nguyễn thì cũng có một khán giả là nam giới gửi về cho chương trình câu hỏi là mũi anh thì đang bị gồ và lệch vách ngăn, vậy thì với trường hợp bị như vậy thì có nâng mũi được hay không thưa bác sĩ? Thì hồi nãy như hồi nãy bác sĩ cũng có nói về cái tình trạng mà lệch thì bình thường là 10 người là hết 8-9 người bị lệch rồi nha. Đó, mà bị gồ thì mũi nam, cái gồ của nam nó thường nó lớn hơn của nữ. Đó, thì mình hoàn toàn có thể bình thường, nâng bình thường. Đó, đôi khi á đối với một số cái gồ á mình không cần phải là phải đục hoặc là mài cái gồ, mà mình có một cái cách là mình tạo, ví dụ như trường hợp gồ thì mình sẽ có cái cách mình điêu khắc trên cái sụn á, chỗ đó cho nó hơi khuyết một tí thì nó ôm sát vào, thì hoàn toàn có thể mất 100% cái gồ mà mình không cần phải đục cái xương hoặc là mài cái gồ làm cái gì nha. Tại vì mình cũng phải hiểu một cái nguyên tắc như từ đầu bác sĩ nói á, càng đơn giản càng ít đụng chạm thì mới càng an toàn. Đó. Càng đơn giản càng an toàn. Đúng rồi. Đó, cho nên là hoàn toàn có thể nâng bình thường mà không cần phải đục xương hay là mài xương gì hết. Và cũng hy vọng rằng là câu hỏi vừa rồi thì cũng giúp cho anh Trí Nguyễn cũng như là vị khán giả nam vừa rồi cũng an tâm được phần nào về mong muốn là mình nâng mũi và sửa mũi ạ. Dạ vâng, và câu hỏi cuối cùng trong chương trình buổi tối ngày hôm nay là một câu hỏi đến từ chị Yến Nhi tại Cần Giờ. Chị có gửi về cho chương trình một câu hỏi như sau. Chị hiện đang bị cận và công việc của chị phải thường xuyên mang kính. Vậy thì nâng mũi xong có thể mang kính cận được hay không thưa bác sĩ? Thỉnh thoảng thì cũng có vài bệnh nhân sẽ hỏi mình là nâng mũi xong thì có đeo kính được hay không? Rồi hoặc là nâng mũi xong á thì bao lâu đeo được đó. Thì thường nâng mũi xong ở đâu, đôi khi bên ngoài á thì có thể là người ta băng, dùng cái băng người ta ta cái miếng mà băng cố định á đó. Thì cái đó là có thể lâu, nhưng đối với mình ở đây á thì mình chỉ cần dán băng keo qua thôi, nó nhẹ nhàng đó, thì vừa làm xong thì mình đeo được luôn rồi nha. Đó, và sau khi mình tháo băng keo ra thì mình hoàn toàn có thể là đeo bình thường ha. Không có ảnh hưởng gì cả nha. Qua buổi trò chuyện này thì em mới thấy là bác sĩ chia sẻ rất là đúng, cái gì càng đơn giản thì sẽ càng an toàn và phù hợp. Ngân Anh xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ vì ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình, để có thể chia sẻ những thông tin kiến thức bổ ích mà Ngân Anh cũng như quý vị đang xem chương trình cũng đều đang rất là quan tâm ạ. Ngân Anh xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm đến cuối chương trình. Nếu ở đây những quý vị khán giả nào đang có những thắc mắc hay là những câu hỏi liên quan đến thẩm mỹ thì hãy gửi những thắc mắc của mình về cho chương trình Sức khỏe và sắc đẹp được phát sóng theo khung giờ quen thuộc là 21:45 tối thứ bảy hàng tuần trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre, hoặc là gửi những câu hỏi của mình qua Zalo của bác sĩ Duy theo thông tin bên dưới của chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.